Xin kính chào quý vị, đây là bảo tàng Việt Museum, còn gọi là bảo tàng Thuyền nhân Việt Nam, trong công viên lịch sử Glasgow, Bắc California, Hoa Kỳ. Ở đây trưng bày toàn bộ cái lịch sử thuyền nhân Việt Nam đến định cư ở Hoa Kỳ. Đó, trưng bày trong một cái ngôi nhà cổ vậy. Đó, và ở đây người ta trưng bày và làm lễ 30 tháng 4 ở đây nữa vậy. Ok, vì bảo tàng đóng cửa nên mình phải đi ra vậy, hẹn gì dịp khác. Thank you.